Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thầy Linh sẽ chia sẻ với mọi người vị thuốc đó chính là vị Hoài Sơn. Đây các bạn, đây là vị Hoài Sơn. Thì ở Việt Nam chúng ta thì hay dùng thay thế chính là củ mài. Đấy thì Hoài Sơn này thuộc trong nhóm bổ khí. Tính vị của Hoài Sơn là tính bình, vị ngọt, quy kinh, tỳ phế thận. Thì tác dụng chính của Hoài Sơn đó chính là bổ khí. Nó có tác dụng là bổ khí, dưỡng âm, bổ tỳ phế thận và cố tinh chỉ đới. Thì dựa vào cái tính vị của Hoài Sơn ấy, thì chúng ta hay dùng trong những cái chứng mà khí hư, tỳ vị của chúng ta hư, ví dụ như là ăn kém, không hấp thu được. Cái thứ hai nó bổ tỳ phế thận, thế nên là trong các cái chứng bệnh về phế khí hư, tỳ hư và thận hư chúng ta đều áp dụng được, hoặc chứng di tinh di liệu. Trong di tinh di liệu chúng ta áp dụng cho vị Hoài Sơn này cũng tương đối là hay. Tiếp theo là trong về chỉ đới cũng vậy. Thì dựa vào cái màu sắc thì các bạn chú ý là màu sắc của Hoài Sơn thì màu trắng. Màu trắng thì theo ngũ hành thì màu trắng thuộc phế. Thế nên là khi chúng ta để như này thì nó thuộc hành kim, bổ phế khí nhiều. Và nó tăng cái tác dụng là nếu khi chúng ta sao vàng lên thì là lại chuyên về bổ tỳ. Tỳ thì tỳ thổ sinh phế kim thì cũng tác dụng bổ tỳ và bổ phế. Thế bài cái Hoài Sơn này thì nó hay dùng nhiều. Các bạn thấy có mặt Hoài Sơn là trong bài bát vị hoặc là bài lục vị, chúng ta dùng Hoài Sơn thì cũng có tác dụng mục đích là bổ phế và bổ tỳ. Ngoài ra thì theo nghiên cứu tác dụng Tây y thì dược lý của Tây y thì Hoài Sơn trọng tâm là có cái tác dụng về tăng cường về cái chức năng tiêu hóa cho bệnh nhân. Một cái lưu ý là trong một cái số trường hợp, ví dụ những cái bệnh nhân mà bị đi ngoài phân lỏng thì chúng ta cần lưu ý khi dùng Hoài Sơn, lúc đấy các bạn cần phải sao vàng lên. Bởi vì tính Hoài Sơn không thì chúng ta tác dụng là ích khí dưỡng âm, thế nên nó hơi thuần về âm. Thế nên nếu mà dùng trong đó chúng ta cần phải sao và vàng lên để có tác dụng tốt. Đấy là toàn bộ cái kiến thức về Hoài Sơn mình chia sẻ cho các bạn.